chị ơi chị sao vậy chị <laughs> chị đâu có sao sao từ nãy tới giờ chị khóc hoài vậy không đâu không có gì cô bác đã nói gì với chị đúng không sao chị không cho em biết em ơi chị nói đi mà từ giờ ba con sẽ không về nữa đâu à không không thể về nữa sao cô có thể nói những lời đó chứ tại sao đêm qua cô đã nói rồi mà ba con bị phá sản không phải vậy con gái à cô cũng rất là đau lòng <laughs> anh a ơi ba chắc chắn sẽ về dù ai có nói gì hay có bất cứ chuyện gì thì cứ nắm chặt tay chị rồi chờ ba về nha vậy sao chị lại khóc chị thấy buồn hả có chuyện gì buồn hả không có chị không có buồn gì hết chị không sao đâu trà ăn cơm đi em biết rồi anh y như đồ ăn mại mây sốc á nó ăn nhiều lắm luôn em đừng có nói mấy lời như vậy cô bác hôm nay cũng cười lắm trời nè ăn thôi sắp tới sẽ có rất nhiều việc đó cần phải bổ sung năng lượng con trưởng nhà ta phải ăn nhiều vô nghe chưa con là lý do duy nhất để mẹ có thể sống đó con biết chưa tình yêu của mẹ chỗ của mình mà chén cơm này cũng mình nhà cậu đã phá sản rồi giờ đều là của mình nhà chị không phá sản ba chị chắc chắn sẽ về ba của mình chắc chắn sẽ về chắc chắn là như vậy ôi ừ, ừ, trời à, trưởng phòng bắc cũng về tới rồi nè À, tôi biết trước là sẽ như vậy mà giám đốc chắc chắn sẽ vui mừng lắm đây <laughs> giám đốc giao mấy đứa nhỏ cho tôi và bỏ trốn rồi dạ cũng không còn cách nào khác trước tiên cũng phải tránh bọn cho dai nặng lãi vì không có tiền để trả vậy biết làm sao mấy đứa nhỏ rồi tiền lương còn nợ của mấy công nhân ở nông trại nữa mà cho dù không thể giải quyết được tất cả mọi việc nhưng mà tiền lương của mọi người thì phải trả chứ à, đương nhiên rồi Vậy nhờ trưởng phòng bắt hết đó. Chuyện này cũng thật là khó. Tình hình hiện tại thì càng ngày càng khó khăn. Lũ nhỏ thì lại không chịu nghe lời. Ê, trời ơi, anh Hi à, ờ, con phải tình ý chút chứ. Con là một đứa trẻ thông minh đánh lợi kia mà. Nhớ trưởng phòng bắt giúp đỡ con, nha. Chị ơi, ba về rồi. Chị mau ra đây đi chị Ba ơi Ba ơi Chị ơi ra đây lẹ lên Cô bác ơi Vậy chừng nào ba con mới về vậy cô Cô đã nói là sẽ không về mà Ông ấy bị phá sản rồi và bỏ trốn rồi Con nói chỉ một thời gian thôi mà Ai mà biết được ông ấy đi bao lâu em ơi ba vô nhà ăn sáng rồi còn đi nhà trẻ nữa chị ơi ba không có ở trong xe là xe của ba nhưng mà ba không có chị ơi em hay nhớ bà lắm chị <laughs> bị sao vậy <laughs> tim mình suýt chút nữa ngừng đập luôn mình phải giải quyết cho nhanh rồi rời khỏi đây mẹ ơi tụi con đi học nha ờ được rồi con trai của mẹ đi học ngoan nha chiều rồi mẹ sẽ tới trường sao thiệt hả mẹ phải chuyển trường chứ mẹ đã nói nhà mình lên seoul mà vậy còn ân huy và ân a không phải mình sẽ chờ tới khi giám đốc trở về hả chuyện đó con trai của mẹ không cần phải lo lắng gì hết mẹ tự sẽ biết lo liệu mọi chuyện con biết chưa con chỉ cần chăm chỉ học tập thôi mẹ ơi có mấy chú tới tìm mẹ trưởng phòng bác trưởng phòng bác ông ta không có ở đây trưởng phòng bác à sao cô không chịu nói cho chúng tôi biết là giám đốc đi đâu chứ tôi không biết cái gì hết nếu như biết ông ấy đi đâu thì tôi đã đi tìm trước rồi mấy đứa nhỏ vẫn đang ở đây không có lý do nào lại bỏ đi như vậy người đi trốn liệu có để lại cách liên lạc hay không ông ấy bỏ đi rồi chỉ giao tụi nhỏ lại cho tôi tôi cũng đang muốn khùng lên đây nè nếu vậy mình báo án đi đúng vậy đi báo án thôi phải rồi tới sợ cảnh sát tới báo án thôi tụi nhỏ vẫn ở đây ông ta sẽ phải xuất hiện thôi cứ coi chúng như con tin mấy anh chỉ nghĩ được bao nhiêu đó thôi sao nếu như muốn báo án dù có xuất hiện ông ấy cũng không dám ông ấy cũng không phải kiểu người bỏ tụi nhỏ lại mà đi vậy nên một thời gian nữa sẽ liên lạc với tôi thôi các anh đừng làm lớn chuyện chờ thêm một thời gian nữa đi Mình phải ngăn họ lại Không được để họ báo án Tạm biệt con Tạm biệt mẹ Em vô đi Em sao vậy Bữa trưa hôm nay là cờ rơi Chị biết không? rồi Chị sẽ tới chỗ em Thật hả Ờ ừ. Qua nha con. Học ngoan nha. Mẹ về ha. Ba dọn lớp đi. <laughs> nè. Nghe nói ba của cậu phá sản hả? Có đúng vậy không? Ba cậu bỏ trốn rồi không sao? Không phải vậy. Mẹ mình nói vậy đó. Không phải như vậy. Ba mình cũng nói vậy đó. Không phải như vậy mà. Ba mình không hề bỏ trốn. Ba của mình nhất định sẽ quay trở về. <laughs> bà ơi, ba nhất định sẽ về đúng không? Dù có sợ hãi như thế nào, con nhất định sẽ cùng em chờ ba về. Ba mau về nhé ba, con xin ba. Có người nhìn thấy giám đốc sao? Ở đâu vậy? Có người thấy ông ấy ở chợ trung an. Có đúng là giám đốc không? Tôi đâu có biết, vì tôi không phải là người nhìn thấy. Không thể như vậy được

Ờ à, Còn dạ. vậy của tôi hết bao nhiêu tiền? <laughs> Sao bữa nay mua hết bao nhiêu vậy? Mua bao nhiêu mà? Dạ. Dạ, dạ tiền đi. Dạ dạ, cảm ơn dạ, chị. Cảm ơn chị. Có <laughs> chuyện gì, có chuyện gì vậy?

con ăn đi nha ăn ngon miệng ha anh a con ăn nhiều vô ha dạ yeah. chị ơi <laughs> cái này nữa cái này luôn không phải là chị con ghét cà rốt hả chị không sao đâu <laughs> Thật sao? Ừ. Chắc là cô bác cũng sẽ về nhà của cô ấy thôi. Không đột đâu. Chị nói là cô ấy gần đây đây. Anh A ơi. Em biết rồi. Em nhất định sẽ ở bên chị. Dù có sợ cũng cố chịu. Em đừng khóc nha. Hả? Em phải chờ bao nhiêu đêm nữa? Cô đã nói là sẽ không về mà. Ba con bỏ trốn rồi. Cô chỉ nói một thời gian thôi mà. Ai mà biết được ông ấy đi bao lâu? chị cũng không biết nhưng mà chỉ cần em không khóc và mạnh mẽ thì chị cũng sẽ mạnh mẽ em biết rồi em sẽ mạnh mẽ em sẽ cố gắng chờ ba ừ. không được khóc em biết chưa chị cũng đừng khóc có được không chị? im Si quân ra đây không có người ở đây thì cũng phải để lại tiền chứ người không có tiền cũng không chúng tôi bán đất cho các người dai hay sao hả im Siwon quân đã bỏ trốn rồi Tôi cũng không biết nữa. Tôi đi đâu tìm người chạy trốn bỏ lại con của mình chứ? Các anh không đi sao? Định sống ở đây luôn hả? Ngày mai tôi tới nữa đó. Ngày nào chúng tôi cũng sẽ tới đây. Ôi <laughs> trời đất ơi. Rất vui được gặp hai đứa. Hai công chúa nhỏ. <laughs> Ngày mai chú sẽ mua đồ ăn ngon tới cho hai đứa ha. <laughs> ngày nào họ cũng tới sao Ng ngày nào cũng tới rồi đập phá đe dọa vậy thì làm sao sống nổi <laughs> nếu như cái nhà này thành nhà quan thì họ sẽ không tới nữa giám đốc đã gọi cho cô rồi sao không có đây là tiền có được khi bán trang sức của phu nhân bán ngôi nhà đi á thì chắc là sẽ kiếm được một chút dù sao thì chúng tôi cũng cần tiền lương để sống mà số tiền này đâu có đủ đâu ngôi nhà nông trại tất cả tôi đã giao cho lũ côn đồ cho dây tiền rồi dù sao cũng nhờ trưởng phòng bắc mà chúng ta có thể nhận được một tháng lương cảm ơn cô nhà trưởng phòng bắc <laughs> Vậy tụi nhỏ làm sao đây? Đâu còn cách nào khác. Không thể để chúng tới cô nhi viện được. Vậy nên tôi sẽ nuôi chúng. Ôi trời ơi, cô sẽ nuôi chúng thiệt hả? Cô còn có hai đứa con nhỏ nữa mà. Trời ơi. Nhân tiện đây tôi cũng nói luôn. Mọi người cũng đừng tìm tới kêu báo án hay là sẽ tìm giám đốc Sim nữa. Làm ơn đừng có như vậy. Tụi nhỏ có tội gì chứ? tự nhiên biết tin ba của mình biến mất vào một buổi sáng sợ tới nỗi không dám ăn cơm. Nói gì thì nói cũng nhờ giám đốc mà mọi người sống tốt một thời gian, cho nên hãy cùng nhau chịu thiệt một chút. Và đừng bao giờ nhắc tới mấy chuyện báo án nữa. Mọi người có biết à, chưa? À, 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 thì... à, à, à. Tôi biết rồi, đừng lo Vậy tôi biết có chân bị thương đó à. má kìa chắc là đau lắm <laughs> em có sao không con làm gì ở trong đây vậy đây là phòng của ba con mà nhưng mà bây giờ cô đang dùng mà cô ơi cô sao đồ trang sức của mẹ con không còn nữa cô cũng không biết nữa mấy người hồi nãy lấy đi hết rồi hốt sạch cô vừa mới đi gặp bọn chủ nợ về đây cái này á em cầm lấy để thay nha ngày mai thì anh phải đi rồi em cảm ơn anh tôi là người đại diện của im siêu quang tôi muốn bán gấp căn nhà và cả nông trại cho nên làm ơn tiến hành nhanh giùm tôi tôi muốn bán thật nhanh những loại giấy tờ như giấy chứng nhận sở hữu đất hay con dấu ngày mai tôi sẽ đem tới đó thật vậy sao ở Gia chi đông sao ờ à, tôi biết rồi dạ chung cư gia chi đông ai mấy ly trà này đẹp vậy mà à, à, thật là đáng tiếc đó cô lấy đi chỗ, chỗ này tôi sao cái này thì sao nghe nói nó mắc lắm đó ờ à, tôi thích lắm chứ Thật ra tôi cũng có tham làm chút. cô thích cái ra giường mà người ta đã từng xài đến như ừ, vậy cái sao? cái này được bán ở trên tivi đó. mấy thứ như vậy dù có muốn á nhưng mà tôi cũng không thể mua nổi vì quá mắc. được rồi cô lấy hết đi nhờ cô mà tôi mới có mấy thứ này. lúc mà tôi nghe nói có ai đó bị chết đuối tôi cứ lo. Không biết là có phải giám đốc đã tự tử hay không. Ai, thiệt may là không phải ông ấy. Trời sắp tối tới nơi rồi, vậy mà cô lại đi. Chắc chắn là sẽ rất sợ. Nhưng mà tụi mình vẫn sẽ chờ ba. Em biết chưa? Dạ, em biết rồi. Con à đi cùng với cô nha. Với gia cảnh của cô, chắc chắn sẽ không thể cho tụi con sống giống như trước đây. Nhưng mà làm sao cô lại để hai đứa ở đây được chứ? Trưởng phòng phát thực sự là một người tốt mà con. Ở trên đời này á không có ai vậy đâu. Tôi nhờ cô một việc. Đừng cho ai biết chuyện chúng tôi rời đi. Tôi mong chuyện này mọi người biết càng muộn càng tốt. Tôi biết rồi mà, cô không cần phải lo lắng đâu. Nếu người khác biết cô bỏ đi trong đêm như vậy thì cũng rất phiền phức. Nếu như có ai nói nhìn thấy giám đốc thì cô phải gọi cho tôi ngay nha cô biết chưa đương nhiên là vậy rồi dù sao tụi nhỏ cũng ở cùng với trưởng phòng Bắc mà tôi sẽ nói với ông ấy là cô vất vả thế nào để chăm sóc tụi nhỏ để trốn cái lũ côn đồ đã phải chuyển lên seoul khi nào giám đốc quay lại thì tôi sẽ lập tức gọi cho cô liền chị à con gái à cho dù ăn cơm hay là ăn mì thì chúng ta cứ sống cùng với nhau rồi chờ ba con, ha? Con không thích ở cùng đâu. Anh Hi à, không còn thời gian đâu con, con mau đi đi. Hồi nãy tụi con đồ đó nói ngày mai sẽ quay lại đây, cho nên không thể ở đây được. Hoàn cảnh gia đình như cô thì không thể dẫn hai đứa đi theo được đâu. Vậy cho nên hai đứa đi cùng với trưởng phòng bác đi. Vậy cô đợi con một chút. trưởng phòng bác còn phải chăm sóc cho tụi nhỏ nữa cô còn phải trả tiền cho chúng tôi nữa <laughs> Mẹ nói trễ lắm rồi đó Búp bê Chị ơi búp bê của em đâu rồi Cái đó mình lấy đi rồi Của mình mà ừ. Mẹ ơi Anna ơi em đem mấy thứ khác đi Thứ quan trọng hơn á Thứ quan trọng hơn hả Mẹ ơi, ăn trứng. Con cũng muốn bị bể bụng không? không? Không được ăn nữa. Đi nhanh lên đi. Đưa cái đó cho tôi đó là tất cả của tôi mà Với tôi nó cũng là tất cả Mặc Bọc A đưa cho tôi ừ. Em yeah. Di Won à. Đi bình an nha Đừng mà Đừng mà Bọc A Bọc A Mình sẽ không hối hận đâu sẽ tốt cả thôi. Không tốt cho mắt đâu, đừng có đọc nữa. Con đọc hết trang này rồi nghỉ. Con trai của mẹ. Con là hy vọng của mẹ, hy vọng đó. Con có biết chưa? Ôi, ôi con gái cưng của bà. <laughs> Đi cẩn thận nha con. Dạ. Yeah. nhà nghỉ mình vô đây đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đã sao vậy mẹ nói tới nhà to mà đây là nhà to sao phải có tiền thì mới về nhà to được đừng có nói nữa đi theo mẹ ơi cô đi đâu vậy cô phải đi kiếm việc làm chứ cứ như vậy thì sau này lấy cái gì mà sống đây <laughs> khi nào mấy đứa dậy hết thì gọi cơm theo số này mà ăn cô đi rồi sẽ về dạ yeah. con à dạ yeah. phấn chấn lên đi chứ nhìn con mà cô cũng thấy mệt mỏi theo đó dạ yeah. con cứ như vậy càng khiến cho em con sợ thêm cho nên con phải mạnh mẽ lên dạ con biết rồi có cô ở bên cạnh như vậy tụi con rất vui được rồi cô đi đây số tiền đã đủ chưa dạ đủ rồi Vậy hả giám đốc đây là tài khoản ngân hàng và con dấu của cô cảm ơn cô rất nhiều tôi xin phép chào cô cô về cẩn thận nha. mời cô vào đây so với giá cả thì ngôi nhà này đã tốt quá rồi đó cô à cô cứ nhìn xung quanh đi mà nhà cô có mấy người vậy ờ à, nhà tôi có ba người tôi và hai đứa nhỏ à ha, chắc là cô chuyển tới để tụi nhỏ đi học đúng không cô chọn đúng chỗ rồi đó cô ở gần đây á không có nhà đang bán đâu trường học ở đây á thì cũng tốt nữa là nơi tốt nhất ở seoul đó cô dạ cho tôi hỏi là cô kinh doanh gì mà có thể mua được căn nhà lớn tới như vậy nhìn cô còn khá trẻ mà lại thành công rồi tôi ghen tị thiệt đó tụi con thôi sao con cũng muốn đi con biết mẹ đi đâu mà theo chứ con ở nhà với anh đi mẹ đi chơi phải không mẹ định chỉ mua đồ cho chị thôi hả còn làm gì đó mau chuẩn bị rồi đi dạ ờ dạ Cô nhi diện thiên thần. Cô nhi diện. Cô nhi diện là gì vậy chị? Chị cũng không biết. Cô ơi cô, đây là chỗ nào vậy? Im in hi, im in a. Tụi nhỏ thật sự rất ngoan và biết nghe lời, nhờ diện trưởng chăm sóc. Ờ, dạ, ờ, đợi tôi một chút. Chị, cô ơi. Anh Hi à, cô xin lỗi. Nhưng mà cô cũng quá mệt mỏi cho nên mới như vậy. Nếu như hai đứa ở đây, cô sẽ thường xuyên tới thăm và giúp đỡ. Vậy ba có biết tụi con ở đây không? Ở đây họ sẽ cho hai đứa đi học, điều kiện cơ sở vật chất cũng rất tốt cho nên hai đứa cứ sống ở đây, khi nào tình hình kinh tế tốt hơn cô sẽ tới đón hai đứa. Khi nào vậy cô? Khi nào thì cô tới đón tụi con? Tôi đã làm xong hết thủ tục rồi. Bây giờ thì cô có thể đi được rồi. Dạ nói là sẽ ở cùng tuổi con mà, con nói sẽ ở cùng con. tới khi nào ba con về mau con, con còn sợ lắm. Xin con giúp cho con. Con sẽ tới thường xuyên. Hai đứa nhớ ăn ngoan và hòa đồng với tụi bạn bè. Con. Ha, con mau đi đi. Nhờ diện trưởng chăm sóc nhé. Yeah nếu như ba tuổi nhỏ mà có gọi cho cô thì cô nhớ phải liên lạc với tôi ngay nhớ phải gọi cho cô ngay đã biết chưa cô sẽ lui tới thường xuyên cô ơi cô ơi hoa nhà to thiệt <laughs> mẹ ơi đây có đúng là nhà mình không con thấy sao hả con trai đẹp có đúng không ngày mai giường và bàn học của con trai mẹ sẽ được chuyển tới mẹ sẽ cho con những thứ tốt nhất có thể mẹ sẽ làm tất cả những điều tốt nhất cho con con biết chưa <laughs> it's <laughs>